bây giờ mới quay, bây giờ mình tính người. Không bỏ. Giữ xe ra, em rút chìa khóa ra để gọi công an phường địa phương lên. Nổ súng rồi. Vừa nổ đọt quá. Cho bằng chúng lại cao su. Mày cứ đi cái đèo rồi cứ thế bán từ trên xe ta bình thế thì tư với tên này cứ gọi ra là dân chết người thì nó là không gây chơi tai nạn rồi. Gây tai nạn rồi thì bỏ chạy à? Thế kéo được rồi.